Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày 9 tháng 6 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng vẫn xảy ra cục bộ tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ trong ngày hôm nay với mức nhiệt trưa chiều dao động từ 32 đến 35 độ. Riêng phía Tây tiết trời khá dễ chịu khi mưa dông xảy ra rải rác, nhiệt độ ở mức 29 đến 32 độ. Từ tối và đêm nay, thời tiết khu vực bắt đầu có sự chuyển đổi do chịu tác động của rãnh áp thấp gây mưa. Những cơn mưa rào bắt đầu xuất hiện tại khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang hay Tuyên Quang và Yên Bái. Sang ngày mai thì mưa sẽ lan rộng hơn trên các tỉnh thành Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, với thời gian mưa thường xảy ra nhiều vào chiều tối, đêm và sáng. Đợt mưa lần này có nơi sẽ đạt lượng mưa vừa mưa to, tập trung chính ở các tỉnh vùng núi. Sang đến ngày 11, ngày 12, mưa giảm hơn về diện và lượng, chỉ xuất hiện ở các tỉnh vùng núi vào chiều tối và đêm. Ban ngày, thời tiết khu vực khô ráo và có nắng gián đoạn trở lại với nhiệt độ cao nhất ban trưa sẽ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn khiến nắng nóng bao trùm hầu khắp các tỉnh thành miền Trung trong những ngày qua. Tình trạng nắng nóng sẽ còn tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 12, tập trung nhiều ở phần phía Bắc đèo Hải Vân với ngưỡng nhiệt phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Còn tại phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào, mức nhiệt sẽ dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, về chiều tối, những cơn mưa dông cục bộ sẽ xuất hiện giúp giảm bớt phần nào tình trạng oi nóng hiện hữu ban ngày. Với các tỉnh thành Tây Nguyên, Nam Bộ, mưa dông vẫn xuất hiện đều đặn vào chiều tối, tập trung nhiều ở vùng cao nguyên cũng như là khu vực miền Đông Nam Bộ. Mưa dông mang đến nguồn nước ngọt quý báu cho cây trồng. Nhưng mà người dân thì cũng cần cảnh giác với hiện tượng gió giật mạnh và mưa lớn, đặc biệt ở các vùng ven biển. Ban ngày còn nắng gián đoạn với ngưỡng nhiệt cao nhất phổ biến là 31 đến 34 độ ở Nam Bộ và 29 đến 32 độ với các tỉnh Tây Nguyên. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày mùng 10, ngày 11, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Sang ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá 34 độ. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong ngày 10 và ngày 11, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Riêng ngày mùng 10, vùng núi có nơi mưa vừa mưa to, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Sang ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác tại các tỉnh vùng núi, đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong 3 ngày tới mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ trưa chiều 2 ngày tới dao động từ 35 đến 37 độ, đến ngày 12 nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 10 đến ngày 12, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ ổn định ở mức 32 đến 35 độ. Với khu vực Tây Nguyên, trong 2 ngày mùng 10 và 11, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông trong ngày mùng 9 và ngày mùng 10, sau có mưa rào và rải rác có dông. Sang ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ trong ngày mùng 10 và ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Riêng ngày mùng 10 có nơi có mưa vừa mưa to. Sang ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong ngày mùng 10 và ngày 11, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 32 đến 34 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới thịnh hành trường gió Tây đến Tây Nam có cường độ cấp 3, cấp 4, thời tiết có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi trong hoạt động của tàu thuyền. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, có lúc giật cấp 7, cấp 8, thời tiết có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km, tàu thuyền cần chú ý. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.